Quý vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 14 tháng 6. Sau đây là những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ qua. Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên hoàn thành hơn 98% khối lượng, được đặt mục tiêu vận hành khai thác thương mại cuối năm nay. Tuy nhiên, công tác đào tạo nhân sự và vận hành khai thác thử liên tục lùi khiến Metro số 1 nguy cơ trễ hẹn về đích trong năm nay. Theo đó, thời gian qua, công tác đào tạo nhân sự vận hành của Metro số 1 bị kéo dài do các nhà thầu và tư vấn chung chậm thống nhất trong cách thức bàn giao thiết bị, đặt tàu để học viên được tham gia thực hành. Ngoài ra, theo các kế hoạch công việc mới nhất, nhà thầu Hitachi gói thầu CP3 lại đẩy lùi các mốc tiến độ về sau, ví dụ mốc tiến hành trial run đã được đẩy lùi về tháng 11 thay vì tháng 10. Hiện nay, sức mua tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn giảm sút, một số mặt hàng lại có xu hướng tăng giá. Trước tình trạng này, các doanh nghiệp và Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh theo dõi sát thị trường, đưa ra các giải pháp nhằm trợ lực cho người tiêu dùng. Trong đó, lãnh đạo Sở đề nghị doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường, thực hiện nghiêm quy chế chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố như chủ động nguồn hàng, cung ứng sản lượng đủ, vượt số lượng đã đăng ký trong mọi tình huống, đảm bảo hàng hóa tham gia chương trình đạt chất lượng, an toàn thực phẩm và bán đúng giá đăng ký đã được Sở Tài chính công bố. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cận kề, thời điểm này, học sinh lớp 12 đang cấp tốc ôn tập, kỳ vọng đạt kết quả tốt nhất. Nhiều thí sinh chia sẻ thường học tới 0 giờ, nhiều hôm có thể đến 1 đến 2 giờ sáng. Với những thí sinh chỉ dùng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển đại học nên rất coi trọng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Theo bà Phan Thị Ánh Hoàng, hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt, thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh không nên quá lo lắng và cũng không nên tạo áp lực cho bản thân, không nên thức quá khuya, không dùng cà phê để thức học bài. Chiều ngày 14 tháng 6, tại thành phố Hồ Chí Minh có mưa dông trên diện rộng. Một số khu vực xảy ra mưa đá khiến nhiều người dân bất ngờ vì hiếm khi xảy ra tại khu vực. Mưa dông diện rộng cũng khiến một số tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh bị ngập. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thỉnh thoảng có xuất hiện mưa đá, hiếm xảy ra nhưng hàng năm cũng vẫn xuất hiện 1 đến 2 trận. Điều kiện để hình thành mưa đá là nhiệt độ và độ ẩm cao, đối lưu rất mạnh, thường có mây đối lưu phát triển lên cao hàng chục km. Ông Quyết nhận định, với điều kiện thời tiết như hôm nay, hình thành mưa đá là không bất thường. Thưa quý vị và các bạn, nghỉ hè là thời điểm tại các bệnh viện tuyến cuối của thành phố tiếp nhận nhiều ca bệnh bị tai nạn do trẻ được nghỉ học, tự vui chơi và không may gặp nạn, thậm chí là tử vong. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động. Chân cẳng băng bó, nhưng cơn đau chưa dứt suốt thời gian qua. Bệnh nhi 12 tuổi này bị tai nạn giao thông dẫn đến chân, tay bị gãy, dập bụng ảnh hưởng đến tầng sinh môn. Bệnh nhi đã trải qua 4 lần phẫu thuật, dự kiến thời gian tới còn 3 ca phẫu thuật đang chờ. Còn bây giờ hiện tại bé thì mình nằm một chỗ ấy, vẫn điều trị vết thương vẫn chưa lành được, nhưng mà cử động với lại chân tay là nó đau. Chứ cũng nói chung bây giờ vẫn chịu động được mấy ngón chân, chứ còn mà để mà đi với lại để mà tập vật lý trị liệu chắc còn lâu lắm. Thương tích thì nguy hiểm nhất thì chắc chắn là sẽ, nếu mà không được sơ cứu kịp thời, không được xử trí cấp cứu tại hiện trường, không được vận chuyển kịp thời tới những cái bệnh viện, cơ quan y tế thì dẫn tới có thể di chứng não, tổn thương đa cơ quan. Cái di chứng não là một trong những cái di chứng mà nghiêm trọng, để lại hậu quả lâu dài, ảnh hưởng lên cái về sức khỏe của bé, về gánh nặng về gia đình và gánh nặng về cho xã hội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.